Chào tất cả các em khóa 9 của trường Chu Văn An. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em bài thực hành để chuẩn bị cho kiểm tra giữa học kỳ. Nào, đầu tiên là em vô PowerPoint. Thì bên đây là slide. Slide đầu tiên sẽ mở ra. Và em muốn thêm slide thì em chọn slide này. Đầu tiên, chuột phải, new slide. Chưa? Chọn slide, chuột phải, new slide. Là mình đã tạo ra slide. Mình đã thêm được bao nhiêu slide. Bây giờ em muốn xóa slide thì em chọn cái slide đó và em nhấn chuột phải thì nhấn delete. Xóa lại. Em slide thì em ở đây em nhập nội dung. Ví dụ như em nhập nội dung là ôn tập. Thì em muốn cái slide thứ nhất thì em có thể ghi là tên của em. Chèn hình vô, chọn insert picture, cô chọn hình ảnh là em thích vô, chọn vô. Thì ở đây cô chuẩn bị sẵn hình ảnh, nhưng mà khi thực hành nó ghi kiểm tra giữa kỳ thì em được quyền là lên mạng, lên internet lấy cái dữ liệu về theo em thích. Rồi hình cũng okay, phóng lớn lên ha, cái di chuyển là mình thích nè, còn công tập chọn hình. Hình sạc picture, em chọn hình nào em thích. Rồi, để đổi màu chữ thì em chọn quét cái khối này, rồi em chọn màu nào em thích ha, quét khối, chọn màu thích. Rồi, hôm bữa mình có học về cái phần hiệu ứng. Thì ví dụ như là các cái màu nền. Nền chẳng hạn, nền thì em chọn cái chỗ design. Ở đây họ thiết kế sẵn một số mẫu màu nền. Em thích cái loại kiểu nào thì em chọn ra. Được chưa? Nó sẽ áp dụng hết toàn bộ cho các slide. Về hôm bữa mình có học một cái lệnh là animation. Em quét cái object là tên nè, rồi em chọn cái animation thì cái cách cái tên xuất hiện chẳng hạn nó dạng spear là đó, bay lên theo kiểu này, hoặc là ở đây em có thể mở thêm ở đây zoom tương tự như vậy. Em chọn object làm chọn đối tượng là em chọn cái hình chẳng hạn, và chọn animation chọn cái cách xuất hiện của cái hình. Rồi tương tự ở bên đây phần chữ cũng vậy. Rồi ôn tập chẳng hạn, em quét khối ôn tập, rồi em chọn animation, em chọn cách nào xuất hiện của cái chữ. Cái hình này cũng vậy, chọn cách nào animation, chọn cái hình và chọn cái animation, chọn cái hiệu ứng mà em thích. Rồi. Còn cách mặt cái slide nó xuất hiện thì em click chọn slide và chọn transition, cách slide xuất hiện như thế nào. Thấy chưa? Rồi chẳng hạn chọn slide, cách slide nó xuất hiện như thế nào. Hôm bữa ngoài ra xong khi chạy chương trình thì mình có thể nhấn F5 để mình chạy chương trình. Cuối cùng là mình lưu vào bảng chọn file, save lại, đặt cái tên theo mình muốn. Được không? Rồi em bắt chước, em tạo cái nội dung nào đó, tên em, tên lớp, gì. Em chọn cho cô khoảng 5 slide, 5 cái hình, rồi em cho cái cách xuất hiện như thế nào đó. Hồi nãy giờ tôi hướng dẫn nè, chỉ có quay quanh vấn đề là đổi màu là chữ nè, thay đổi phông chữ là em chọn ở đây. Đổi phông chữ em chọn ở đây, quét cái chữ này, thay đổi phông chữ, cỡ chữ nè, in đậm, in nghiêng, y chang vậy, đổi màu ở đây. Rồi chọn cách xuất hiện của animation, transition, rồi design, chỉ có 3 cái lệnh đó. Rồi chúc các em học tốt nha.